Hello, xin chào các bạn. Chúng ta tiếp tục với lại game người que bắn hải tặc, và thì bây giờ chúng ta sẽ thử vào shop xem là có mua được cái gì không nhá. Nâng cấp. Ok. Upgrade 600. Bom. Okay. Nhân 3. Ok, chúng ta đang bắn lên ngày thứ 10, chuẩn bị gặp boss. Quân mạnh quá, mạnh quá. Nguy hiểm quá. What? Đạn cối của nó dã man quá. Ui ôi. Nhanh lên, bắn vào cái thuyền, bắn vào cái thuyền, bắn vào cái thuyền. Sau cơn mưa trời lại sáng. Qua bảng 10. Boss nào? Đây là cái đạn nhé. Cái đạn cái đạn mà x3 đấy là mình mua được, chỉ sử dụng được 10 viên thôi, sau đây là hết. Và trong trận chiến thì mình có thể mua được, nhưng mà sẽ mất vàng, không được sử dụng vĩnh viễn, nên là mình chỉ có nâng cấp thành hoặc nâng cấp súng là được sử dụng vĩnh viễn thôi. Và đồ đấy ít rồi tôi. Ủa, đánh một phát vào đầu rồi. Càng ngày thì quân địch càng đông và bắn càng chuẩn nhé, nên là mình phải bắn nhanh. Ok chim, ok chim. Ôi, 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 may quá. Cái thuyền cuối cùng là thuyền rất nguy hiểm. Mình quay lại shop để mua nâng cấp đã. Shop. Mình sẽ nâng cấp máy bắn 800. Quá ghê gớm. 2000. Mình sẽ tích 2000 để nâng cấp, không biết là cái này là cái gì đấy. Ừ.
ai sợ. Ôi ôi, căng quá nhỉ, căng quá nhỉ. Chết luôn đi, đừng có đùa với moa. Ngày thứ 12, quân địch đã nâng cấp binh khí cầu, dùng loại bơm hơi luôn. Địch đã có 2 súng. Lính tên rồi, lính tên địch rồi. Ôi, mày bắn chim quá. Mình đây đã có thể ghép cái gì 229.000, quá đắt. Chiến dịch bắn siêu cấp. Ôi, nó toàn ở xa nó bắn thôi. Bắn siêu cấp luôn, siêu cấp VIP Pro luôn. Trời mày quá. Ôi ôi, dã man. Mày quá. Tí đi bị hỏng súng, bệ súng nó bị vỡ. Đạn mình nhiều mà, đá mình nhiều. Ôi, bọn này ác bộ ôn 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 này. Ác ôn 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 này. Bắn dưỡng thành mình à. Bắn dưỡng thành mình à. Ác ôn ôn ôn. Ôi ôi, thành gì tôi. Đừng bắn nữa. Ôi ôi, ui ôi, thằng ôn con này. Dã man. Con được tấn công dồn dập. Dồn dập. Con khấu. Ui ui. Ui rồi, gần chúng. Chưa kịp ra thì đã chết rồi. Ui rồi, ui rồi. Ui xung cối. Ui rồi, ui rồi, ui rồi. Ui. Display. Thank you.
hay. Úi, chết luôn. Vẫn còn cơ. Ây da. Con địch dùng rất nhiều thần công. Mà mình chỉ có máy bắn đá thôi. Mình chỉ có máy bắn đá thôi. Perfect. Qua ngày 14. Đã chiến thắng. 600 vàng. Và shop. Thiếu. Trong các loại hải tặc thì cái con trên không này là dễ bắn nhất này. Mấy cái con đấy nó chỉ cần bắn vào cái khí cầu nó là nó dụng. Mà khí cầu nó khá là to. Cái con này cũng khó bắn này. Trời ơi, nó chất đống người vào luôn. Dã man. Dã man con ngàn. Vào đầu. Ôi, nó bắn. Ôi. Siêu cao luôn. Đã mà. Ủa. Ôi, nó bắn đạn nổ anh em ơi. Mày. Càng ngày nó bắn càng chuẩn anh em ạ. Đạn rồi lung tung phèng là. Bắn ngay từ khi mới bước vào lãnh hải của Việt Nam. Tất cả các thế lực thù địch đã bị tấn công. Đấy. Quân đội Việt Nam đấu cực kỳ anh dũng, mặc dù bị tên bắn vào người nhưng mà vẫn không hề ấn gì. Ôi ôi, nó bắn chất tung lên người rồi. Bọn này, bọn thế lực thù địch này rất quan ngại. Ui. Qua hay không qua nhỉ? Replay rồi, không qua rồi. Đấy đâu. Đúng rồi, đứng dồn vào nhau như thế. Đấy, bắn được rồi. Nguy hiểm nhất là cái súng bắn pháo vì đạn của nó là đạn nổ công phá rất lớn. Chứ còn tên thì mình không nghe ngại rồi. Ôi sắp hỏng súng rồi. Ôi gọi là bắn chuẩn dã man. Ôi giời ơi.
Ôi ơi, bắn chuẩn đấy. Đụng súng. Dã man thật. Ôi, ngày thứ 16 anh em ạ. Ngày thứ 16 rất cam go. Chơi đến lần thứ 3 là vẫn chưa qua ngày 16 nhá. Cam go. Đạn bắn cực kỳ chuẩn luôn. Đạn của địch, đạn của địch, các thế lực thù địch đến lãnh hải của Việt Nam bắn cực kỳ chuẩn. Đấy, toàn súng chúng người thôi. Đấy, chúng đầu luôn. Kêu con con cả. Ok, tiếp tục ngày 17 nhưng mà mình ra shop thử xem nào đã. Cái này à, áp mắc cái này nó mới chuyển sang cho cái này. Ui, thì bao giờ mới được hai đạn này. Áp tiếp mắc luôn. Ôi trời ơi, các bạn trẻ ơi, bình tĩnh bắn nào. Ui, 3 phát vào thành rồi. Ngày thứ 17. Đạn của mình bắn vào cái súng thần công này của nó là không bị vỡ luôn. Mà vỡ cả đạn này. Yeah. À, ôi. Hack game. Tiêu diệt đối thủ. Tất cả các thế lực xâm phạm lãnh hải của Việt Nam đều phải chết ra đất. Hải quân Việt Nam bắn nát người luôn. Ôi, đứt rồi. Ăn hai mũi tên thêm đau. Ngày thứ 17, sao vàng của mình, à mình mới nâng cấp xong. Vừa đang thắc mắc là tại sao vàng của mình có 1.000 mà giờ còn có 400. Hóa ra là mình mới nâng cấp cái 800 nên cái súng mới. Nhưng mà lại chưa có giáp. Vàng.
Ăn đủ luôn, ăn đủ luôn. Tôi thích ghê. Toàn công toàn, toàn công toàn, toàn công toàn. Một trăm năm sáu vàng. Xếp. Ê. Nó phá lại mình. Tất cả các thế lực thù địch xâm phạm lãnh hải Việt Nam đều phải trả giá đắt. Tôi rất quan ngại. Coi như là mang cả cầu vòng lụ luôn. Tiếp tục bắn cầu vòng rất đẹp, rất đẹp. Thế nào, thành của mình cũng ruộng rồi. Giờ chỉ cần 1-2 quả nữa là toang đấy. Hay quá, perfect, hay quá. Nâng cấp thành đi luôn. Chiến thuật bắn cầu vòng. Trận này chắc phải nâng cấp thành đi thôi. Càng ngày là quân địch bắn pháo càng nhiều, chứ không còn bắn tên nữa. Mà bắn pháo thì càng phải chắc. Đấy, quân tư là cảm tử kìa. Đấy, tôi rồi xuống máy luôn. Nâng cấp thành là toang. Cầu vòng. Trúng đi, hay quá. Cầu vòng đi. Tăng đi vàng rồi. Đấy, bây giờ mũ ác liệt chưa? Hay là xuống máy. Ôi, may quá. Xuống máy, may nó còn đi chậm. Đi nhanh là toàn rồi. Ốp, con này là chết rồi. Trúng đầu. Ok. À, sốt nâng cấp thành thì để ấn nick mất rồi. Ôi giời, nó toàn chơi cảm tử luôn. Nó nhiều lĩnh rồi. Nhiều dân. Cho dân ra. Ôi, xuống máy luôn. Đấy, xuống máy cảm tử luôn. Chết luôn. Đùa với mòa. Cảm tử quân. Ê, what? Ừ.
bắn được với con boss đấy. Boss quá trâu. Boss đây ha, của ngày 20 cực kỳ trâu luôn. Nó là hải tặc nhưng nó lại có cả máy bay. Máy bay hạng nặng luôn. Đấy, con boss đã ra rồi. Không đủ 952. Cái cây đấy. Ơ, cái này là 2 trang à? 2 trang 15.000. 15.000.